Rồi, okay, xin chào các bác. Thì em vừa về một cái lô 10 con Sony 1 Mark 2 đây. Thì có cả màu trắng và màu đen nha các bác. Thì bắt đầu thích màu nào thì vẫn có cả nhé. Thì em vừa ngồi em test tất cả những cái chức năng ở trên 10 con này rồi. Thì tất cả những chức năng như kiểu là màn hình này, rồi nghe gọi, cắm SIM, rồi cắm thẻ nhớ, cắm PC, rồi cắm sạc các thứ là em test ok hết rồi nhé. Nó full chức năng nhé, không có nào bị vấn đề gì cả. Thì bây giờ em chỉ quan tâm là cái ngoại hình của từng con thôi, xem bác nào là thích con nào thôi. Nhưng mà 10 con này thì em thấy là đều là đẹp hết nhá các bác. Thì em cứ test 10 con này cho các bác xem thôi. Thì bác nào mà nhắm con nào thì các bác chịu khó xem thôi nhé. Tại vì clip nó sẽ rất là dài nha các bác. Thì thôi em để tạm ở chỗ khác đã. Đây, nó hơi chật chội. Rồi. Ok các bác. Thì em sẽ test con màu trắng trước nha các bác. Đây. Đây, con này là con số 742. Con này là số email của nó nhé. Thì con này là 99% L1 và pin thì còn là 3123 nhé. App ok nhé. App bình thường nhé các bác. Đây, cạnh dưới đây. Đây. Cạnh dưới con này thì nó hơi sức ở chỗ cổng chân sạc một chút nha các bác. Đây các bác nó cũng có rước đấy, nhưng mà cũng còn rất là chấp nhận được nha các bác. Cái này cắm đi cắm lại thì không tránh khỏi đâu. Đấy, mỗi chỗ cổng sạc thôi. Rồi. Cạnh trái đây. Cạnh trái thì bị một vết tí tí chỗ này. Đấy. Còn lại không sao. Rồi cạnh trên này, cạnh trên thì đẹp, không không vết, không một dấu vết gì nha các bác. Cộng 3.5 cũng rất là mới luôn. Rồi. Đây cạnh phải đây. Cạnh phải thế còn rất là mới luôn nhá. Các thứ vân tay còn ok hết nha các bác. Đấy. Đây. Mặt lưng thì còn rất là mới rồi, các bác yên tâm. Các bác chỉ cần xoay cái camera thôi. Thì cái camera con này cũng rất là mới luôn nha các bác. Đẹp nét luôn. Đấy, gần như trả sức thế nào các bác ạ. Rồi, ok. Đây mặt trước đây. Phải nói nó cầm con này sướng thật. Sướng hơn V60 rất là nhiều. Đây. Mặt trước con này thế, mặt trước con này gần như là không sức một tí nào nha các bác. Đẹp keng luôn. Không sức thế nào luôn đấy. Đó, các bác yên tâm nha, con này rất là đẹp. Chỉ mỗi tí cổng sạc thôi. Đấy rồi, ok. Test còn tiếp. Rồi. Thì đây là con 349. Thì con này cũng rất là đẹp nhé. 99% L1. Pin là 3570. Và app ok nha các bác. Đấy. Đây. Cạnh dưới đây. Con này thì cổng sạc còn ngon nha các bác. Hơi phẩy một tí chỗ này thôi. Đấy, một vết phẩy nhỏ ở chỗ này thôi. Rồi, cạnh trái thì không sức thế nào nhỉ các bác. Không sức thế nào. Cạnh trên thì không sức thế nào nhỉ các bác. Không sức thế nào luôn. Cạnh phải, đây cạnh phải thì có, cạnh phải có một chấm. Đây. Cạnh phải có một vết phẩy rất là nhẹ ở chỗ cái gần phím nguồn này này. Rất là bé luôn. Đấy. Rồi, ok. Nói chung là bé lắm. Đây. Mặt lưng cũng thế, mặt lưng con này rất là đẹp nha các bác. Các bác không sợ đâu nhé. Chỉ cái camera này đây, để soi camera thôi. Thì camera con này cũng thế, rất là đẹp nha các bác. Gần như không xước. Đó. Gần như không xước thế nào. Đây, mặt trước thế, mặt trước con này cũng thế, rất là đẹp luôn các bác nhé. Cực đẹp luôn đấy. Không xước thế nào, gần như không xước thế nào luôn các bác nhé. Mặt rất đẹp luôn. Rồi. Đây, tiếp theo là con số 524. Thì con này cũng thế, rất là đẹp, 99% L1. App con này, quên, pin con này khá là cao này, 3761, app ok nhé. App nhảy, nói chung dòng Sony thì app nhảy cao lắm. Ôi, con này rất là đẹp luôn này. Con này là con 7, quên, 524 nhé. Sao con thấy vết mực. Đây, con này dưới, phần dưới là đẹp nét luôn nhé các bác, không vết xước nào luôn. Không có xước ở cổng sạc luôn nhé. Đây cạnh trái thì không vết xước nào luôn, rất là đẹp luôn. Cạnh trên cũng thế, không vết xước nào luôn. Cạnh phải đây, cạnh phải cũng thế, không vết xước nào luôn. Con này quá đẹp luôn, không vết xước nào luôn. Cùng quá đẹp luôn. Em mà thích cái máy màu trắng hơn các bạn. Rồi mặt trước con này thế gần như không phải gần như mà gần như không xước tí nào luôn nha các bác. Rất đẹp luôn.
Mặt lưng thấy rất đẹp nha các bác, em chỉ cần soi cái camera thôi. Đây, mặt lưng này rất đẹp. Cái camera cũng thế, quá đẹp luôn. Thì không sức tí nào luôn nha các bác. Không sức tí nào luôn. Bây giờ nhìn rõ không? Đó, rất đẹp luôn, con này phải nói là tuyệt vời luôn. Rồi, con số 342 thì con này cũng rất đẹp nhé. Pin 31. Ôi, tự nhiên có mấy con ruồi các bạn ạ. 3149 áp ok hết nhé. Đây. Thì con này đây, con này cạnh dưới nó đây. Cạnh dưới con này thì hơi phê phẩy ở chỗ cổng sạc một chút thôi, nhưng mà bé lắm các bác, khó mà nhìn ra. Khó mà nhìn ra luôn. Đó. Rồi, cạnh trái đây. Cạnh trái con này thì có vết chấm ở đây. Cũng bé lắm. Đó. Rồi. Cạnh trên thì không sức tí nào. Cạnh phải đây, cạnh phải à, không phải, cứ thằng chấm kia. Cạnh phải như thế nha các bác, không không biết sức nào. Đó, không biết sức nào luôn. Rồi. Mặt lưng này cũng rất là đẹp nha các bác. Mặt lưng rất là đẹp. Và cái camera thì không sức tí nào luôn. Rất đẹp luôn. Đó. Mặt kính đây, mặt trước đây, mặt trước còn lại thế nhá, đó gần như không vết xước nào, gần như là không vết xước nào cho các bác, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nhá. Rồi, đây còn một chấm cuối cùng đây, con này có cái số là 696 nhá, pin là 3325 và rất đẹp nha, 99% L1 áp ok nha các bác. Đây, con này thì cổng sạc hơi sức chút này các bác này. Đây, đây các bác thấy. Mấy các bác nhìn thấy không? Nhưng mà cổng sạc có sức chút nhé, nhưng mà cũng ít thôi, không nhiều. Đó. Cạnh trái đây. Cạnh trái con này không sức tí nào luôn. Không sức tí nào luôn các bạn. Rồi. Cạnh trên thì chỗ gần chỗ cổng 3.5 này có một vết xước bé, rất là bé luôn. Mấy các nhìn thấy ra không? Đó, rất là bé thôi. Rồi đây, cạnh phải đây, cạnh phải không xước tí nào. Chỗ mỗi góc này có một vết xước bé bé giờ nhìn thấy này. Đây, góc bị một vết này. Đây. Cũng rất bé thôi, không không ảnh hưởng nhiều đâu. Rồi, cái con này thì là mặt trước cũng thế, rất là đẹp luôn nha các bác, không sức tí nào luôn. Thôi, bong giấy ra rồi. Nó mạnh quá các bạn. Đây, con này thì mặt lưng rất là đẹp nha các bác. Các bác không phải lo nhé. Đây, quan trọng là cái cụm camera thôi. Camera con này thì cũng thế, rất là đẹp luôn, gần như không biết xước nào cả. Không hiểu sao cái con mấy con Sony này quay nó cứ hơi khó nhìn các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ok. Rồi, tiếp theo là đến những con đen. Con đen thì các bác sẽ hơi khó nhìn hơn, tại vì màu nó đen đấy, có thể hơi khó nhìn hơn. Đây, nhưng vẫn nhìn được nha các bác. Đấy, con này thì nó có sức răm răm. Đấy, phải nghiêng điện mới thấy nhá các bác. Đấy, con đen này thì nghiêng điện lại thấy. Đây này, sức răm răm. Đấy, sức răm răm ở cái chỗ gần lỗ mic này này. Chúng bé thôi, chung là nghiêng điện mới thấy các bạn. Rồi, đây, cái này lại phải nó thật kỹ. Nó cứ sức răm răm là nó sẽ ánh điện, nó lên nó sẽ thấy. À, cạnh trái này, rất là đẹp. Gần như chả sức tí nào. Mấy sức dăm dăm nhìn ánh điện lên nó loang loáng vậy thôi chứ nó bé lắm đấy. Sao kiểu này mà khá buồn cười các bạn. Rồi, đây là cạnh trên này, cạnh trên thế không sức tí nào, gần như không sức tí nào, không sức tí nào luôn các bạn. Đấy, con này nó soi hơi loang loáng này hơi khó chìm các bạn. Rồi, tiếp theo là cái cạnh bên
phải đây. Đây, cái bên phải đấy như gần như là không xước tí nào nha các bác. Nó có thể là bẩn tí, nó loang loáng thôi chứ nó không xước tí nào đâu. Tại vì cái màu đen nó khó nhìn mà, đấy, bẩn bẩn rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, nói chung là đẹp. Mấy con đen này thì em thấy đẹp lắm. Rồi, đây các bác thì mặt lưng đã thấy rất là đẹp rồi nha các bác. À, chỉ cái cụm camera này, cụm camera rất là đẹp luôn nha các bác, không sức thế nào luôn. Rồi, xe máy thì hàng xóm về nó hơi ồn các bạn. Không hiểu sao về mà cứ nổ máy. Rồi, à, cái mặt trước cũng thế, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cũng có phe phẩy một hai vết lông mèo thôi nhưng mà như thế là quá đẹp rồi. Đó. Rồi, đây là con số 099 này. Đấy, thì con này rất là đẹp cho bác. Nói chung là lâu này đẹp mà. Cạnh dưới đây. Cạnh dưới thì cũng thế, rất đẹp. Có một vết phẩy bé tí chỗ này. Đấy, tí chỗ này. Đấy, bây giờ nó nhìn nó khá là khó luôn đấy. Đấy. Nó đẹp, cổng sạc rất là đẹp luôn. Rồi, cạnh trái đây. Cạnh trái thấy rất là đẹp. Và khó rồi khó nhìn các bạn. Rất là đẹp luôn đấy. Đây này các bạn nhìn nó phải phẩy nhưng mà không phải nó rất là bé luôn đấy các bạn. Nhưng mà không lên ánh điện nó cứ loang loáng, nó nhiều thành nhiều ấy. Các bác cứ nghĩ là nó rất là xấu, không phải đâu. Nó rất là mờ luôn đấy. Rồi. Cạnh trên thế không xước thế nào luôn. Đó. Đây, cạnh phải thế. Con màu đen khó soi thật các bạn, phải nhìn trực tiếp thì thấy thôi. Còn màu đen thế bên cạnh phải này không gần như không xước tí nào, nói chung là có một hai vết xước xước ở chỗ này nhưng mà nó rất là bé nha các bác. Rồi, rồi quan trọng cái cụm camera này các bạn này. Đây, mặt lưng thì đương nhiên là rất là đẹp rồi, và các bạn phải lo cụm camera thế rất là đẹp luôn, không xước tí nào luôn nha các bác. Trước đây mặt trước đây các bác, con này thế rất là đẹp luôn, không xước tí nào luôn nha các bác, gần như thế, chẳng qua có thể là có một hai vết lông mèo bé thôi nhưng mà gần như không có đâu, không không soi thấy, rất đẹp luôn các bạn. Rồi, đây là con số 830 thì con này cũng rất là đẹp, L1 và pin 3313 áp còn ok nhé. Nói chung áp mấy con Sony thì nhảy căng lắm. Đây. Cũng rất đẹp luôn nha các bác. Các bác nhìn loáng loáng thôi nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Chả phải biết giải thích thế nào nhưng mà các bác cứ hiểu đơn giản là cái máy nó sẽ đẹp hơn là việc quay clip này thật sự luôn. Tại vì quay clip em dùng cái đèn có áp ấy. Nó loáng xuống như này là những cái vết xước lông mèo nó thành to. Không hiểu. Đó, rất là đẹp luôn, cạnh phải cũng rất là đẹp, không vết xước nào. Cạnh trên này, cạnh trên thế rất là đẹp, không xước thế nào luôn, không xước thế nào luôn nha các bạn. Rồi, đây cạnh trái anh thế rất là đẹp luôn, không xước thế nào luôn, rất đẹp luôn nha các bác, cứ yên tâm nhé. Rồi, cạnh mặt lưng thì không phải lo đâu, tại vì mặt lưng nó rất là đẹp rồi, không cần phải khoe. Quan trọng cụm camera này đấy, cụm camera này không xước tí nào luôn, à, không xước tí nào luôn nha các bác. Đó, giá trị là cụm camera mà. Rồi, đây là cái màn hình trước đây, cái mặt trước thế, được cái là mấy con này mặt trước rất là đẹp luôn, không có nào bị xước, gần như là máy đẹp gần 100% luôn, rất là đẹp luôn, màn hình trước gần như không xước tí nào. Rồi em soi nhanh nhanh chứ vì nhiều con mà nhiều máy cho nên cần phải nhanh nhanh một chút. Đây, đây là con số, đây là con 430, à, cũng rất đẹp nhá, pin là 3431 áp bình thường nhá. Ok, đây,
Con này rất đẹp nha các bác, gần như cạnh dưới, gần như không xước tí nào. Đó. Đây là cạnh trái đây. Đây. Cạnh trái đấy nhá, gần như không xước tí nào, có một hai vết phe phẩy nhưng nó bé lắm. Này, về về chỗ này này, nhưng mà chưa nó kỹ sao vậy? Đấy, nó cũng có một hai vết phẩy nhưng mà bé lắm. Màu đen này thì phải nghiêng điện như này mới thấy được thôi. Đây, cạnh trên đấy rất là đẹp luôn. Biết bác có nhìn thấy không? Tại vì qua clip em thấy nó khó, rất là khó nhìn. Rồi. Đây, cánh phải đấy, rất là khó nhìn. À quên, cánh phải rất là đẹp. Không biết xước được. Đây, còn đây là mặt trước đây. Mặt trước con này thế rất là đẹp nha, không vết xước nào luôn. Các yên tâm nhé. Đợi em chỉ soi đặt số soi camera này. Mặt kính rất là đẹp nha, mặt lưng rất là đẹp. Camera đây. Camera cũng thế rất là đẹp luôn. Gần như không xước tí nào nha các bác. Đó. Rồi ok. Còn con này nữa thôi. Con này là con 249. Cũng rất là đẹp nha. 3226 áp bình thường. Ok. Đây, con này đây. Cạnh dưới rất là đẹp nha các bác. Đấy, gần như không xước tí nào. Đây là cạnh phải đây. Nhiều khi lau không sạch nó cũng bơm cũng ánh lên xấu các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha các bác. Ánh điện. Đó, rất là đẹp luôn các bác. Công nhận soi mấy con đen này sợ thật. Soi rất khó. Cạnh trên này. Thế nhá, rất là đẹp nha các bác. Đó. Đây là cạnh trái đây. Cạnh trái thế. Cũng rất là đẹp luôn. Có một hai vết phẩy đây này. Đâu rồi nhỉ? Bé lắm, khó mà nhìn được. Đây này. Bé lắm, nói chung là rất là bé luôn. Gần như nó là không có cũng được các bạn. Rất là bé luôn. Rồi, qua camera nào. Mặt lưng cũng rất là mới nha các bác. Đây, camera đây. Camera của đại thế rất là đẹp này các bác nhá. Gần như không vết xước. Quá đẹp luôn. Rồi, mặt trước. Gọi soi nó khá là lâu rồi. Cho bác thông thông cảm 10 con kìa mà. Đây, mặt trước của đại thế rất là đẹp nha các bác. Đó. Quá tuyệt vời luôn. Đấy thì bây giờ em đã soi cho các bác là 10 con này nó rất là đẹp rồi. Nói chung là các bác chọn con nào cũng được luôn ấy. Cũng nhưng mà cũng có một điều là anh em Sony là hay soi về pin ấy. Em thấy là các bác rất quan tâm về pin nhưng mà thật sự là nó cũng không quá quan trọng đâu, các bác vẫn biết rồi đấy. Con máy nó ra được 3 4 năm rồi mà các bác đòi pin cao thì làm gì có. Nếu mà pin cao thì đa số nó chỉ có thể là chỉ thay pin thôi. Đấy cho nên là các bác phải hết sức thông cảm bây giờ. Con máy ra 4 năm trời rồi các bác đòi pin cao thì quá là hóc búa luôn. Đấy cho mà các bác phải hết sức thông cảm. Còn các bác nào muốn thay pin thì cũng dễ thôi. Đấy em sẽ sau này sẽ hỗ trợ thay pin thôi. Các bác cứ không phải lo nhé. Đấy, còn con này đúng là con máy này so với con V60 thì đúng là con này pin nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà nếu mà dùng bình thường thì em thấy vẫn ok. Đấy, rồi ok. Chào các bác nhé.